182天. Ngày 182. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Chị, chỗ đỗ xe chị phải nhớ kỹ đấy. Chị ạ, tính chơ vầy nếu cứ yào chị hào. Chị ạ, tính chơ vầy nì cứ yào chị hào ô. Chị ạ, tính chơ vầy nếu cứ yào chị hào. Chị ạ, tính chơ vầy nếu cứ yào chị hào. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Giúp đỡ lẫn nhau. Hủ xiang băng rủ. Chưa cài đặt. Mấy hiểu an trang. Nhận được lời mời kết bạn chưa? Sâu tạo hảo hiểu sân chỉnh là mấy hiểu. Thực đơn. Thải tan. Thái độ phục vụ. Phục vụ thải tủ. Trà xanh và cappuccino. Lü trà hờ cappuccino. Thôi, còn rất no. Xoàn lờ, hài hấn bảo. Ngại quá. Bù hào ý sư. Lúc nào về lúc đó đi. Sama sư hầu huế lại sama sư hầu chư. Sớm đã quen rồi. Giáo chiều xí quản lợ. Khó trách, chẳng trách. Nán quải. Từ ngữ chuyên ngành. Chuyên nghiệp từ ngữ. Là quy định. Sự quy định. Chưa kịp quét dọn. Mới lái được chí đá xảo sâu sử. Lần nữa cảm ơn bạn. Zài zi xie xie ni. Con cần chuẩn bị cái gì? Hãy yào chuẩn bị sớm mà. Tối nay ăn lẩu. Jin wǎn chī huo guō. Phố người Hoa. Hóa rén jiē. Không rõ lắm. Bú tài qīng chú. Chắc là có không ít. Ying gái yếu bù sào bà. Chào chú ạ. Su su hào. Chính là nó. Chiều sử tha. Lần đầu tiên đến không quen đường. Tí xử lái bù sứ lũ. Tạm biệt chú ạ. Sư sư zài jiàn. Hai vị tiểu cô nương. Láng wèi xiǎo gù niǎng. Chỗ để xe chị phải nhớ kỹ đấy nhé. Tíng chē wèi nǐ kě yào jì hǎo.